Nguyễn Phi Hùng khóc nghẹn trước cảnh mẹ kế gồng gánh nuôi con riêng của chồng. Nguyễn Phi Hùng xót xa trước hoàn cảnh của các em nhỏ nên hết mình khi thực hiện thử thách để mang về tiền thưởng hỗ trợ những em bé bất hạnh. Tập 44 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với hai khách mời là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và ca sĩ Linh Thủy Đan. Họ cùng vượt qua thử thách để giúp đỡ ba hoàn cảnh khó khăn gồm Nguyễn Trâm Anh, 13 tuổi, Nguyễn Đặng Bích Phê, 11 tuổi và Lâm Thuận Phát, 14 tuổi. Trong chương trình, câu chuyện của em Nguyễn Trâm Anh ở Cà Mau khiến nhiều người xúc động. Sau đổ vỡ hôn nhân, mẹ cô bé rời đi, bỏ lại hai anh em ở cùng cha. Sau đó, cha của Trâm Anh đi thêm bước nữa với Huỳnh Thị Thẻ và có thêm một cô con gái. Chồng đột ngột qua đời vì điện giật, bỏ lại chị Thẻ sống cùng ba người con thơ dại nương tựa nhau. Hiện tại, chị Thẻ làm hộ lý quét dọn tại bệnh viện tỉnh, thu nhập mỗi tháng là 3,3 triệu đồng. Dù khó khăn, vất vả nhưng chị vẫn không bỏ rơi hai con riêng của chồng. Trong chương trình, Trâm Anh xúc động nói, con ước cha sống lại và làm cho gia đình sung túc hơn, ấm no hơn. Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã nuôi con ăn học. Con sẽ cố gắng học để làm bác sĩ kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ. Chứng kiến câu chuyện, Quyền Linh không khỏi nghẹn lòng. Nam MC nhắn nhủ, thật ra mẹ con là người rất tốt, một mình lo cho hai đứa nhỏ và còn lo cho con của mẹ nữa. Hãy yêu thương mẹ của con nhiều hơn nhé. Sau phim Đồng Tiền Xương Máu khuyên mẹ ruột của Trâm Anh rằng dù kinh tế khó khăn thế nào cũng nên về thăm con, động viên tinh thần các bé. Nguyễn Phi Hùng rơi nước mắt vì xúc động. Khi tham gia Mái ấm gia đình Việt, nam ca sĩ cảm nhận được những khó khăn mà các em nhỏ đang trải qua. Điều khiến tôi thương nhất ở các em là sự thiếu vắng đi tình thương của cha mẹ. Đó là sự thiếu vắng rất lớn về tinh thần làm đánh mất đi tuổi thơ của các em. Các em đang ở độ tuổi có thể mộng mơ khi đến trường nhưng không được, còn bé đã phải lo chuyện mưu sinh vô cùng vất vả, anh nói. Đồng cảm với đàn anh, Linh Thủy đang cũng bồi hồi khi nhìn thấy các em còn quá nhỏ đã chịu nhiều điều mất mát. Nữ ca sĩ cho rằng, mất đi cha hoặc mẹ đã là mất mát lớn rồi, nhưng các em nhỏ trong chương trình thậm chí còn thiếu đi cả hai người thương yêu nhất. Cô bày tỏ mong muốn những người làm cha làm mẹ hãy lắng nghe và trở về với các con của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.